chung là đỉnh cao, cây thì tập trung ở đây hết rồi. Siêu mini, mini về siêu mini. Bo vào đâu, bo thả nước không thả nước. Đi đi. Hơi chậm này. Nghĩ người đừng nghĩ người ta làm sao tao có thể nổi thách. Ngoài này không để chậm. Thế ra tao mua cái chậu khác qua đây, còn nó còn cây người gầy hơn nữa nha. Bên này về là cái đá. Cái đá làm gì? Cho vào cái chậu ở Đồng Nai còn co thôi, đẹp lắm. Cây này mà đá thì nó lại bị ấy, bị đá thì nó nổ hết cả gốc cái đẹp. Rồi, đá nó lại thấm thủy, ngồi nước hay mỏng thứ này. Rồi, không chơi đất. Đá thì đá nhỏ thôi. Đá, đá lông. Nói thật, người chân giữa hai con mày lắm. Thề mày nên ta chưa có đưa tiền đây. Rồi, lại giao dịch thành công rồi. Làm cái đấy hả chú? Sam núi đang để riêng đây. Cái đấy định làm như nào chú? Cắt ngọn. Cắt ngọn. Thế là lão mua đôi để vàng mấy triệu? 8 triệu mấy ấy. 8 triệu... 7 triệu mấy, 700 đô chậu. Không, 8 triệu mấy với lại chậu là 9 triệu. Cả chậu, cả đôi chậu là 9 triệu. 700 đô chậu. Nhưng mà ông ấy không biết cây, không biết chơi cây. Ông bà kia ông bảo là chậu tàu, tức là mang cái nồi chậu vớ vẩn. Thế nhưng ông bảo là tôi có đôi chậu tàu ông kia 9 triệu là mẹ cả chậu. Ông này ông ấy khoái luôn. Ông bán ông ấy không ông ấy tham gia cái đôi chậu. Ông ấy thích cây nhưng mà ông ấy chưa có. Hắn có tiền hắn chơi. Đúng rồi, quan trọng là người ta thấy vui. Đấy. Đôi này đá đẹp thật. Đá đẹp. Không phải là không được chê nhưng mà lại đôi chậu đâu chứ. Vấn đề là người ta đã mua của mình mà mình lại nói người ta thế nó không hay. Kể cả ông bảo là tôi có đôi chậu đẹp thôi thì nó hay. Ông vẫn mua. Đấy. Đây là người ta kết người ta mua của mình có lãi mà mình lại nói thế không hay. Quá là lừa gạt. Nhiều ông biết mà chả ông nào nói về ông đang bán rồi. Anh nói ông chửi mặt mình. Đúng rồi. Ông công ông mới không biết, ông ra ông bảo ông này tao gì chỗ này. Đấy. Ông không biết là bán rồi. Mình ai sợ ơi mình nói. Anh cười anh để cắt cốt lại nhé. Cắt cốt lại như nào? Cắt ở khoảng ở đây nhé. Cắt bao nhiêu ông cứ cắt đến đây. Ông cắt ở dài cứ kéo ở đây, còn về tôi cắt cái chỗ này đi. Ngày này bao nhiêu tiền đấy sếp ơi? Đâu? 2 triệu anh ạ. Đây là cây nhài đâu mà nhài. Vú bò. Wow. Vâng. Trông lá như lá nhài nhỉ? Vâng. Trông thân như thân nhài chứ không phải lá. Thân như thân nhài. Thân như thân nhài chứ không phải cây vú bò. Vú bò đấy, chưa có cây nào thứ hai đâu. Cây gỗ kia đây. Lúc này tôi cắt. Thân cây nhài. Thành hình đâu chứ. Thân nhài. Thế là ông kia cũng đang nói, ông bán ông vợ chồng bán chắc giá lắm. Cứ mua lắm, nói chung là cứ mua cái cây 800.000 bán còn cướp lại 20.000, còn 20.000 để tôi ra tôi trả tiền xe, tôi gửi xe cũng không trọng là bà theo nghề phải lấy nó thành ông bà có chỗ nó ngồi tốt. Ừ, nó thuê được chỗ ngồi tốt một
không biết, hắn cũng là nhiều cây đẹp. Nói về vườn cây thì hắn là nhiều cây đẹp. Chịu khó đi mà nhiều nhất ở đây là quê, quê nó ở quê nó có người tầm. Ông ấy có mối ở trong miền Nam mà phải tám. Móc cách, móc cách. Có người tầm. Mùi mộc các bạn. Vào bàn tay nó khéo ngay mà. Nói mà cắt cái kia ông này không còn tin à? Sao lại cắt? Tôi hiểu ngay là ông bảo cắt cái cây ngọn này lên làm ngọn ngay, nhưng người kia thì người ta thấy ông cắt lá nó bảo sao lại cắt trụ gì nữa? Tình làm ngọn bằng cái này á? Không, vỏ đấy, vỏ là ngọn, nó là ngọn, bây giờ cắt đi, tí nữa về tôi bấm cái kia. Cái này to quá, ngọn kia to quá. Thế thì tỷ ông mới làm cho đây này. Cái thằng kia thì nó bảo là chú lấy đùa, ông chú cắt thật đấy, ông này buồn. Đấy, nó là nghệ nhân hồi ngày lên nhớ. Ông Tị này là người siêu đẳng này. Người cây thì phải nói là ông này siêu đẳng là người quấn. Cái thằng Dũng cũng được, Dũng nhỉ. Thật sự là người ta có cái căn, cái nét rồi, người ta nhìn phát ra ngay. Hơn nhau cái chỗ của mình. Kể cả mình có như là ấy, mình cũng biết là mình phải học vào. Thế là mình chơi thì cái gì mình biết. Đấy, vừa nãy bảo ông kia ông ra chỗ này ngay cũng có phí cái đôi kia. Ông về ông làm chết mất tí. Ông định để trong nhà. Để nhà thờ để trong nhà bảo ông mà để ở ngoài ấy. Để ở ngoài hai thềm hay chỗ hiên ấy. Trong nhà ba hôm ông ấy làm chết mất. Xin cảm ơn. Đấy, đấy đang chờ làm. Đấy bây giờ. Nhà cái gì rồi? Chia bông nữa nào. Bông nó ra, ra bông nào ra bông ý đấy mà. Cây này mùa chú mua bao nhiêu? 150 cả. Cái này 300, cây, chợ được 2 cây. Thế là ổn rồi. Là về chậu tròn hay là chậu ấy? Chậu tròn lúc nào nó khỏe lên lại sửa. Rồi. Giờ để cho nó ra chứ đã, cho nó theo hình dáng đã. Nút cái này thì cái này để mới khô đồng. Vừa bên kia sang đúng không chú? Hay là thấy cây này quen quen. Xăm núi. Ông này giờ lại ông thưởng kiểu xăm núi quá. Ông kia mấy cây đẹp quá đi. Đâu? Ông nhà nhà rộng rộng này này. Mà sang này giả là một cây con 1.6 triệu rồi đấy bạn. Ông đấy bán hơi cao. Cao nhất chỗ này. Đẹp quá nhỉ. Hôm nay thì tôi làm tôi cắt bỏ cả cái này cơ mà. Bỏ cái đấy. Thế thì mới nghệ thuật được. Thì làm mới ra cây chứ còn không được. Không được chơi đúng cái này. Vậy cái đoạn từ dưới này lên đây là hơi ngắn đúng không? Nó thêm một tí này nhưng mà cây nó mất bổng cây ngay nó mất từ gốc trở lên nó hơi bị thiếu ngắn. Bởi vì cái cành này buông xuống nó phải dài, thân nó phải dài. Cái này rồi bỏ này, bỏ đi đây. Không, nhưng mà không phải ai cũng dám cắt đâu. Làm như vâng. Da là nhìn thấy màu mỡ là chơi. Đẹp quá nhỉ. Bây giờ là chung là thế này thôi, nhưng mà nếu mà ra được cây này cả chung cây nổi nó kinh điển này. Nó thoát cây. Thành nghệ nhân rồi mà có tiếng rồi mà lại còn cũng phải. Có chứ. Đây này này. Cây phải hỏi tham khảo nhiều người trong ra cây, chứ còn một mình nào cũng bao giờ đẹp được. Qua nhiều tay, chỉnh sửa thêm mắm thêm mùa nhé. Phải thêm chứ, nó mới mắt. Quan trọng là mình chọn lọc, mình biết chọn lọc. Qua rất nhiều tay mới đến được cái, nó mới được đẹp như thế này. Rồi. Có nghĩa là cũng có một người nào thành cái khôi này là đã có cái... Đã có cái nét của người ta rồi. Có cái thêm quan trọng này bằng đây. Cây này già lắm rồi chứ nhỉ? Già lắm. Già vô địch. Về
bây giờ tỉa là hợp lý, không có nó ra mầm rồi tỉa lại đấy, mai nó phun mầm ra để dít lại đi. Lấy răm mà kiên quyết. Đây, vú bò vừa sang đây. Cây này lá nhìn như cái trứng cá chú nhỉ? Đâu? Cây này. Cây đấy là cái cơm nguội. À, cơm nguội, cơm nguội. Cơm nguội. Cơm nguội đang mùa lá đỏ màu xanh thế. Cái sale đấy. Rồi. Đi ở mấy trong cái phố cổ nhiều, thi thoảng gặp cái công nghệ. Cây cơm nguội mùa này đang lá vàng nhưng mà xanh tốt quá. Đấy. Nhưng mà cái tay kia phải về mới cắt đúng không chú? Chứ bây giờ. À, chứ tôi làm ngay giờ đấy mà. À, làm ngay giờ. À, bây giờ nhưng mà mình chỉ vắt đá thôi. Ê, ta, thôi. Ê, chỉ giờ chỉ có vắt đá thôi. Vắt đá xong bắt đầu tỉ lựa, bắt đầu về, bắt đầu khóa đây thì cho nó chết này. À. Bắt đầu để làm lụa. Lụa lụa. Để làm lụa cái tay này. Thì cái tay này cũng không cắt vất mà là chỉ có để cái xương không để làm lụa. Đúng rồi. Nó phải có phụ họa một tí để tầm cao mới nữa. Đây, nhà. Động vào tí thấy rõ nét hơn. Ừ. Nó còn đau nữa cơ, nó phải thoát cây, nó nổ hết các cái chi này ra này. Vâng. Làm sạch luôn rồi chú? Làm sạch luôn. Lộ dằm lộ cái đường lựa lắc lượn nó đẹp lắm. Dằm thì mình thu nó đau được. Vâng. Thu đau mình tỉa bớt dằm cho nó khỏi dày chứ không thì nứt cả dằm cả cành. Nó lại không nhìn thấy cái thân đẹp của nó. Đường kia. Nó phải lộ hết các cái chi này ra này. Vâng. Chứ không phải để nghệ thuật cao là phải tất mọi thứ đều đẹp. Lộ hết ở trong này. Chơi mà dày này là chỉ có các cụ ngày xưa. Chơi kiểu dày đầy tay đầy quả đầy là chơi nó chỉ chưa thắng cây là phải có lộ thân cơ. Vâng. Bao nóng đây ra lá đẹp lắm, ra lá đẹp.
đâu em ơi. Chung là một cây này là mất nguyên buổi sáng rồi. Gần đấy. Dày quá. Phải tiền dùng tay chứ không có cái gì dùng được. Tay xuống lá. Tí nó nhìn kết quả mới giật mình. Mai chưa kịp. Xách tay tầm 30 phút nữa cháu quay lại xem có cái khác. 30 phút nữa là xong. Vâng.